Kẻ âm mưu đánh bom người Iran bị kết án tù chung thân, tin từ Bangkok. Một người đàn ông Iran đã bị kết án tù chung thân bởi một tòa án Thái Lan trong ngày hôm nay vì đã tham dự trong một âm mưu đánh bom bất thành đã làm rung chuyển Bangkok vào năm ngoái. Một tòa án đã tuyên bố ông Saed Mohadi, 29 tuổi, phạm tội âm mưu giết người trong một vụ tấn công nhắm vào các nhà ngoại giao Do Thái. Một bị cáo thứ hai, Mohammed Khazia, 43 tuổi, đã bị kết án 15 năm tù giam vì tội sở hữu các thiết bị gây nổ. 5 người đã bị thương bởi một loạt các vụ nổ ở Bangkok vào ngày 14 tháng 2 năm 2012. Ông Mohadi cũng đã bị mất hai chân khi quả bom ông mang trên người đã phát nổ trong lúc ông ta tìm cách ném nó về phía các cảnh sát Thái Lan. Các vụ nổ tại Thái Lan có liên quan đến các vụ tấn công nhắm vào các nhà ngoại giao Do Thái xảy ra một ngày trước đó ở Ấn Độ và Georgia. Luật sư của ông Mohadi cho biết họ vẫn chưa quyết định liệu thân chủ của ông sẽ kháng cáo hay không. Do Thái đã cáo buộc Iran đứng đằng sau các vụ tấn công, nhưng Tehran đã bác bỏ cáo buộc trên. Quyết định của tòa án đã được hoan nghênh bởi một nhà ngoại giao Do Thái tại Thái Lan. Ông Khazia đã bị bắt tại phi trường quốc tế ở Bangkok trong khi tìm cách lên một chuyến bay đến Mã Lai. Ông Mohadi đã bị bắt tại hiện trường vụ đánh bom. Một nghi can thứ ba, ông Masud Zadet, đã bỏ trốn sang Mã Lai ngay sau các vụ nổ và đã bị bắt tại đây. Một phát ngôn viên của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết Mã Lai đã chấp thuận để dẫn độ ông Zadet sang Thái Lan.